Hoạt động hơn 6 tháng nay, khu phố đi bộ Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu chính là câu trả lời cụ thể cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu của du khách. Về cơ bản, phố đi bộ đã làm thay đổi bộ mặt của thành phố du lịch về đêm. Tuy nhiên, nhiều người cũng đồng ý rằng những hoạt động diễn ra tại khu phố này vẫn còn khá hạn chế, chưa mang đậm bản sắc văn hóa Huế. Và cũng chính vì vậy, việc phát huy hết những tiềm năng của khu vực phố Tây vẫn là một dấu hỏi có bỏ ngỏ, ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Sôi động, rộn ràng, đó là không khí tại phố đi bộ vào dịp cuối tuần. Những phần trình diễn âm nhạc ấn tượng đến từ các câu lạc bộ. Những trò chơi dân gian luôn tràn ngập tiếng cười. Với những hoạt động thú vị đó, nên thời gian gần đây, phố đi bộ dần trở thành địa điểm thu hút rất đông du khách, đặc biệt là giới trẻ. Nó thỉnh thoảng có ra phố đi bộ và cảm thấy là hôm nay có rất là sôi động, có nhiều trò chơi của các giáo đường, các xã hội tổ chức này nó rất là vui. Độc đáo, đặc sắc, nhưng những chương trình sôi động này chỉ diễn ra vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật của mỗi tuần. Đặc biệt, phong phú nhất là vào chủ nhật cuối tháng. Còn các thời điểm còn lại, hoạt động vui chơi tại phố đi bộ chỉ diễn ra với hình thức tự phát nhỏ lẻ. Các hàng quán ẩm thực, các mặt hàng lưu niệm thể hiện bản sắc văn hóa, hương vị Huế, thiếu sự phong phú nên vẫn chưa thực sự tạo được nhiều ấn tượng đối với các du khách khi đến đây. Tôi thấy là hiện giờ thì nó còn thiếu những cái loại hình như là các cái quầy mà ở trên đường á, bán những cái mặt hàng lưu niệm, đặc sản, sản vật địa phương. Rồi mình cũng cảm thấy rằng là hiện giờ nó chủ yếu là phố đi bộ thì các cái dãy nhà dân hai bên họ mở thôi. Nhưng mà nên tổ chức những cái gian hàng ở trên lòng đường để tăng thêm cái tính thu hút và cũng nhiều mặt hàng để cho khách đến lựa chọn. Thiếu nguồn kinh phí, các hoạt động biểu diễn, vui chơi tại khu vực này chỉ mới dừng lại ở mức độ vận động, kêu gọi nên vẫn còn ít và khá đơn giản. Ngay chính ở bản thân nhiều nhà hàng, quán ăn, những đơn vị hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động của phố đi bộ nhưng vẫn chưa chủ động trong việc tiếp cận khách hàng, thì việc thu hút khách du lịch ở các tuyến phố này vẫn còn khá nhiều hạn chế. Trước những khó khăn đó, ban quản lý phố đi bộ đang nỗ lực phối hợp cùng các đơn vị để kêu gọi đầu tư, đưa vào thêm nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa Huế. Đồng thời tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động để có thêm nhiều cách khai thác hiệu quả hoạt động của khu phố này. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đưa phố đi bộ vào là có đẳng cấp hơn để mà phục vụ cho công chúng. Đó là thành phố sẽ quan tâm là lắp camera, rồi tăng cường ánh sáng, rồi là lắp đèn lồng. Và có một số doanh nghiệp là cùng thấy cái kết quả của phố đi bộ như vậy thì họ cũng muốn vào để mà tham gia những cái chương trình hay hơn. Hơn 6 tháng đi vào hoạt động, phố đi bộ đang dần trở thành điểm vui chơi thú vị của du khách và người dân thành phố Huế vào dịp cuối tuần với hơn 18.000 lượt khách. Tuy nhiên, để thực sự tạo được ấn tượng về một sản phẩm du lịch đặc sắc không thể bỏ qua, phố đi bộ vẫn cần tiếp tục có sự đầu tư kỹ lưỡng, chuyên nghiệp hơn.